Hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn thế nào là bảng đấu giá tài sản nha quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thấy một cái bảng trả giá ở đây thì có những cái thông tin về số thứ tự này, về họ tên, về số vòng, rồi thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Tuy nhiên đây là trong những cái hướng dẫn mua tài sản đấu giá, thì tôi sẽ nói rất chậm cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn được hiểu những cái điều cơ bản nhất, và đặc biệt là quý vị và các bạn sẽ biết cách mua tài sản đấu giá. Thưa quý vị và các bạn, thì việc hướng dẫn mà mua tài sản đấu giá thì đối tượng của cái việc hướng dẫn này tôi dành cho những người cần có một cái tài sản nào đó, cần mua một tài sản nào đó mà thông qua con đường đấu giá. Thứ hai nữa là những người đầu tư mua cái tài sản để mà phát triển. Thông qua, nếu như bây giờ trong trường hợp mình mua thông thường thì mình cũng sẽ dễ phát sinh những cái rủi ro, thì thông qua con đường đấu giá mình sẽ dễ dàng hơn. Nói sơ chút cho quý vị và các bạn nha. Hôm bán tài sản đấu giá thì thực ra rất là khó để mà chuyển cái thông điệp này đến quý vị và các bạn, nhưng mà thôi thì cứ từ từ phải nói. Hôm nay tôi nói cho quý vị và các bạn hai điều cơ bản. Thứ nhất là tài sản bán đấu giá là gì. Hôm nay tôi có đọc trên một cái phương tiện truyền thông, trên báo pháp luật, trên báo thanh niên, trên báo mua bán, bán đấu giá tài sản. Mình là người đi mua mà mình thấy cái tài sản này 1 tỷ mà cái vị trí này cũng được, thôi thì mình đăng ký mình mua. Bây giờ mình đăng ký mình mua, mình không biết, thực sự là không biết bắt đầu từ đâu, ai chỉ mình, biết đâu rồi vô mua rồi nó có rủi ro rồi thì sao đó. Thì bây giờ chúng ta thông qua những cái hướng dẫn mua tài sản bán đấu giá này, tôi sẽ chỉ cho quý vị và các bạn, để sau khi từ từ xem cái video về hướng dẫn mua tài sản đấu giá thì quý vị và các bạn sau khi đọc vào nhóm cái tài sản mà cái tài sản đấu giá này, thì mình sẽ xem nó có phù hợp với mình không và mình quyết định tham gia đấu giá. Từ từ tôi sẽ nói đến quý vị và các bạn cách thức trả giá tại cái buổi tham gia đấu giá. Hôm nay là điều đầu tiên tôi muốn nói về tài sản bán đấu giá. Thì quý vị và các bạn, thì sau khi mà xem được cái thông tin về tài sản bán đấu giá thì có rất là nhiều nguồn nha quý vị và các bạn. Đầu tiên là cái tài sản mà chúng ta đem sau khi mà có phán quyết ở tòa thì các bên không thể tự nguyện được, thì sẽ cưỡng chế đo vẽ và bán cái tài sản này để nhằm thực hiện cái nghĩa trả nợ cho cái người được thiệt này. Thì trong trường hợp này gọi là bán tài sản đấu giá. Cái dạng thứ hai đó là bán đấu giá tài sản cá nhân. Tôi cũng có một cái quyền sử dụng đất, tôi không biết giá, tôi gửi cho công ty để công ty giúp giùm tôi bán đấu giá cái tài sản này. Có thẩm định, có những cái thủ tục theo quy định của pháp luật, và tôi chấp nhận một cái mức phí mà theo quy định của pháp luật, đó là bán tài sản cá nhân tổ chức. Còn một dạng nữa đó là tôi đem cái tài sản vô ngân hàng, tuy nhiên rằng là bây giờ đến hạn mà tôi cũng không có trả tiền gốc tiền lãi, thì ngân hàng mới nói với cái người có tài sản đó, người vay á, thôi bây giờ thống nhất đi, bán đấu giá tài sản đi để trả lại nợ gốc cho ngân hàng. Và cái người gọi là người thế chấp họ đồng ý. Cái hình thức này gọi là bán đấu giá tài sản đảm bảo. Còn một cái dạng nữa là bán đấu giá tài sản xử phạt vi phạm hành chính. Hôm nay có một cái chiếc xe đi buôn ma túy và cái bị cáo trong cái vụ buôn bán ma túy đó chính là chủ nhân của chiếc xe, thì nhà nước sẽ phán quyết của tòa án sẽ tịch thu cái xe này để mà bán đấu giá, hoặc là cái hôm nay là có một cái ghe chở lậu hàng cấm cấm thì bắt, thì cái chủ xe đó bỏ trốn thì bán đấu giá tài sản là chiếc ghe tàu, rất là nhiều cái dạng đó thì gọi, nói chung những cái dạng đó thì gọi là bán tài sản xử phạt vi phạm hành chính. Cơ bản là có những cái loại tài sản tôi cũng giới thiệu cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu thế nào là bán đấu giá tài sản. Thì thông thường chúng ta thấy những cái tài sản mà trên phương tiện truyền thông thì hôm nay tôi xoay quanh đúng một vấn đề là bán tài sản là nhà và đất. Thì cái thông tin mà quý vị và các bạn thấy đó là cái phần diện tích nhà, số tờ, số thửa, tòa nhà ở đâu. Thì nếu là nhà thì là nhà cấp như thế nào, cái việc đăng báo thông báo đó, bán đấu giá tài sản, cái công ty bán đấu giá tài sản hay trung tâm bán đấu giá của tỉnh họ sẽ mô tả chi tiết để quý vị và các bạn biết rằng là cái nhà này có diện tích là 100 mét vuông, tuy nhiên là sàn xây dựng là 800 chẳng hạn, và thời hạn sử dụng là bao lâu, có cái phần nào bị nằm trong lợi giới hay không, theo cái giấy chứng nhận biển số đất, số máy, tờ bản đồ. Thông thường thì tài sản bán đấu giá là những tài sản đã có giấy chủ quyền, giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, quyền sử dụng đất ở. Đó nha quý vị và các bạn. Cái vấn đề này thì khi mua tài sản bán đấu giá thì quý vị sẽ yên tâm về vấn đề duy nhất, đó là tài sản bán đấu giá thì thông thường có cái chủ quyền, bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ quyền bằng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, hoặc là chí ít là cái xưởng, cái xưởng đó thì của công ty nào trên đất theo kèm là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn nếu như trong trường hợp mà chưa có cập nhật nhà, chưa cập nhật thì trong cái giấy tờ đó họ cũng sẽ nói. Vấn đề thứ nhất thì chúng ta thông qua nha quý vị, tài sản bán đấu giá. Nãy tôi quên nói, trong cái tài sản bán đấu giá này nó có hai loại. Thứ nhất là bất động sản, nhà đất đó. Cái thứ hai là động sản. Một lô mì gói, một lô bột ngọt, một lô giấy xe thanh lý, một chiếc xe Innova 7 chỗ sản xuất năm 2015, rất là nhiều. Gọi tất cả những cái loại đó gọi là động sản. Hoặc là bây giờ là sẽ là một lô yếm, mỹ phẩm, rất là nhiều thứ quý vị và các bạn. Đối với tài sản bán đấu giá thì có hai dạng, thứ nhất là động sản và bất động sản, thứ hai đó là giá khởi điểm. Tôi mua tôi phải biết chứ, nếu như trong trường hợp là tôi mua tôi không biết giá thì tôi có nhắm được cái kinh tế của tôi là tôi đi mua. Thì giá khởi điểm này, ví dụ tôi nói cho quý vị và các bạn, thì thông thường những cái giá khởi điểm này thì tùy theo cái tính chất là bán tài sản thi hành án, xử phạt vi phạm hành chính, hoặc là tùy theo cái loại tài sản bán đấu giá thì có một cách thức. Tuy nhiên chúng ta không quan tâm nhiều lắm, chúng ta chỉ quan tâm đến giá khởi điểm. Tôi là chuyên ngành may mặc, mà hiện tại là có một cái lô hàng đó tôi thấy là giá là 800 triệu cho một số sản phẩm đó. Tôi ngành trong ngành may mà tôi thấy được, tôi là tôi thấy bán đấu giá cái lô mà gọi là cửa gỗ, tôi làm cho cái doanh nghiệp gỗ, tôi đăng ký tham gia. Thêm nữa là tôi có một cái nhu cầu về bán đất, về mua đất. Tôi có một cái tôi cần mua miếng đất ở huyện Củ Chi, cái tiền tôi cũng còn chỉ có một tỷ. Theo cái giá khởi điểm này 800, tôi thì thử đăng giá khu này thì tôi tự tin để mà tham gia đấu giá. Thưa quý vị và các bạn, hai vấn đề mà trong hàng loạt hướng dẫn bán đấu giá tài sản tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Mong muốn của tôi thông qua cái video hướng dẫn mua tài sản đấu giá này thì chúng ta sẽ biết được thế nào mua tài sản đấu giá. Và sắp tới những cái video tiếp theo thì tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn nghe những thông tin chi tiết thế nào là thẩm định giá trị tài sản. Quý vị và các bạn lắng nghe nha. Hiện tại thì tôi cũng có một số cái tài sản dự định mang đấu giá, thì nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ với đường link ở dưới một số điện thoại của tôi để được biết thêm chi tiết. Xin trân trọng cảm ơn.